Cô Mèo, cô là người có tâm hồn thánh thiện, không phải kẻ có tâm hồn xấu xa. Đừng để lòng hận thù che khuất sự thánh thiện của cô. Hãy nhận ra cô là ai và nên làm gì. Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra, chúng ta không thể quay lại được nữa. Dù cho cô giết anh ta, cô cũng không thể sống lại được. Lối thoát tốt nhất hiện giờ chính là hãy tha thứ. Cái chết không phải kết thúc, mà đó là điểm khởi đầu mới. Vì kẻ sát nhân có vũ khí đó mọi người. Ê, dừng lại. Có người, anh đi xem sao. Ê, Tên Quý, hắn ta sao rồi? Nhưng chưa chết đâu. Báo cáo được cảnh sát điều tra. Báo cáo được cảnh sát điều tra. Đã tìm thấy hung thủ. Báo cáo hết. Đừng mà, đừng.
Quyên. Quyên à, là mẹ đây con. Mẹ đây, mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi vì mẹ chưa bao giờ thương yêu Quyên. Trong lòng mẹ chỉ có sự căm ghét hận thù, nên nó chôn sâu trong tâm hồn của Quyên, khiến cho Quyên làm ra những chuyện ác nhân thất đức. Mẹ, mẹ tha thứ chuyện con bóp cổ mẹ. Mẹ tha thứ cho Quyên. Quyên tha thứ cho mẹ nghe con. Bây giờ mẹ biết rồi. Mẹ biết là mẹ rất là thương Quyên. Quyên không phải là người sai. Người sai là mẹ. Quyên, Quyên là đứa con ruột của mẹ. Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi vì mẹ nhận ra điều này quá trễ. Quyên ơi, kiếp sau mẹ mong chúng ta vẫn là mẹ con. Mẹ sẽ bù đắp lại mọi thứ mà mẹ chưa từng cho Quyên. Mẹ sẽ thương yêu Quyên thật nhiều. Mẹ sẽ làm khoảng thời gian hai chúng ta sống chung với nhau chỉ toàn là niềm vui. Mẹ, mẹ sẽ không khiến cho con của mẹ phải đau lòng. Con ơi, con tôi, Quyên ơi là Quyên. Gai hy vọng phúc phần mà Gai gửi gắm, bé sẽ nhận được trọn vẹn. Có lẽ bây giờ Bèo đã hạnh phúc ở một nơi nào đó. Bèo à, phúc mà Gai gửi gắm cho Bèo, Bèo đã nhận được rồi. Cảm ơn nha Gai. Bèo tới để tạm biệt Gai. Gai thấy rất vui vì Bèo có được ngày hôm nay, ngày mà Bèo được hạnh phúc. Bèo cũng không nghĩ chuyện buông bỏ sẽ khiến cho Bèo được hạnh phúc đến như vậy đó, khiến Bèo cảm thấy thanh thản cõi lòng, cảm giác thân tâm được an lạc thật tuyệt. Bèo, Gai xin lỗi một lần nữa. Gai muốn xin lỗi về tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Có lẽ Gai không phải là một người yêu tốt. Gai không thể bảo vệ cho Bèo, nhưng Gai luôn muốn Bèo được hạnh phúc.
Gai không làm gì sai hết. Gai đừng có tự trách mình nữa mà, cũng đừng có dằn vặt bản thân nữa. Gai sẽ cố gắng Beo à. Gai có biết lúc chúng ta ở bên cạnh nhau, Gai đã khiến cho Beo cực kỳ vui vẻ hay không? Nhưng mà số Beo quá ngắn ngủi, cho nên kiếp này Beo không thể ở bên cạnh Gai. Gai cảm ơn Beo, vì Beo đã từng khiến Gai biết được tình yêu là gì. Gai, Gai nhớ những lời anh từng nói với Beo không? Rằng cái chết không phải là kết thúc, mà thực sự đó là điểm khởi đầu. Ban đầu khi Beo nghe Gai nói câu này, Beo cũng không tin. Cho đến ngày hôm nay thì nó đã đúng như những gì Gai nói. Đôi khi mình tạm biệt một ký ức đã cũ sẽ khiến Gai có được một khởi đầu tốt đẹp hơn. Beo đang muốn nói gì với Gai? Hãy quên Beo đi và xây dựng một khởi đầu mới với người mà Gai yêu. Thank you.
Bien. Bien, em có trong phòng không Bien? Bien. Bien, em có nghe không? Bien. Bien đâu rồi? Anh không biết Bien đã về nhà bác Sen rồi hay sao vậy? Tôi không biết. Khi nào Bien sẽ quay lại? Chắc là Bien không quay lại nữa đâu. Cậu ấy đã giao phòng này cho bọn tôi rồi. Cậu ấy còn nói thêm là sẽ ở lại tỉnh để chăm sóc bác Sen nữa đó. Không được, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ cô ấy. Tôi sẽ đi tìm Bien. Nè, nè, kia, đừng vội chứ gái. Ê, ê, vô đi đâu vậy? Xem tao chỉ biết mua đồ nhậu vậy nè. Tránh ra đi, tôi đang gấp lắm. Ê, không nói ra, trông tôi đi. Em đang đi tìm Bien, tránh ra khỏi, đang gấp lắm. Sao phải tìm Bien làm gì? Không nói rõ ra, đừng hòng qua cửa tao chứ anh biết. Hai người muốn biết chuyện này làm gì? Tránh ra giùm coi. Đi làm gì? Khải Mau hả? Làm gì? Không tha đúng không? Đúng, đúng. Nói cũng được. Tôi yêu Bien. Tôi nhớ Bien rất nhiều. Nhất quyết đón Bien về bên tôi. Nói gì đó nghe chưa rõ. Em yêu Bien và em đang nhớ Bien rất nhiều. Nhất quyết đón Bien về đây. Tránh ra. Chàng trai đáng yêu vẫn chưa chịu buông tha hả? Tôi yêu Bien, nghe rõ chưa? Rõ như ban ngày luôn. Đi chơi. Ban nãy mọi người đều nghe rõ cả rồi đó chứ? Nghe rõ. Nè gai, mền lắm, làm cho Mimi ưng bụng quá. Dạ, tôi chúc cho cậu gái á, đưa cô Bien về đây bằng được nha. Cố nha chàng trai. Cảm ơn mọi người. À, mà giờ anh đi tìm Bien ở nhà bác Sen. Vậy anh có biết nhà bác Sen ở đâu không? Thật sao? Hả? Có ai biết không? Không phải lo cái gì hết, để đó bác chia sẻ định vị cho họ. Làm gì đồng thanh dữ. Nhắc nhẹ xíu thôi. Lên tiếng là tôi báo cảnh sát nha. Beo à, tôi tới để tạm biệt Bien. Tôi sắp vĩnh viễn rời khỏi đây rồi. Mong rằng cô sẽ sớm đến một nơi hạnh phúc hơn. Hy vọng là kiếp sau hai chúng ta sẽ được làm bạn với nhau.
Ừ. Cảm ơn rất nhiều vì bấy lâu nay đã giúp tôi rất nhiều việc. Và cũng rất xin lỗi Bi An vì những điều rắc rối tệ hại mà bản thân đã gây ra cho cô. Thật sự không sao hết. Tôi cũng rất thông cảm cho cô mà. À, còn có một chuyện nữa mà tôi quên cảm ơn cô. Là chuyện gì vậy? Cảm ơn cô vì đã cho anh ấy đến bên tôi. Ờ, bé muốn nói đến là ai vậy? Bèo. Đây. Tôi phải đi rồi Bi An. Bi An, đừng khóc nữa và hãy nghe anh nói đây. Không, em không nghe đâu.
Nghe để làm gì chứ? Khi mà anh đã chết mất rồi. Chết? Anh vẫn chưa chết Bi An hả? Anh không cần phải an ủi em đâu gái. Em đã thấy Mèo đưa anh đi rồi. Anh vẫn chưa ý thức được rằng anh đã chết rồi có đúng hay không? Anh vẫn chưa chết. Nè, mặt anh ấm không? Ấm. Thật sự ấm. Rất ấm. Nè, thôi không cần đâu. Em biết rồi. Biết rõ là anh vẫn chưa chết. Gái, mà khoan đã. Vậy sao? Vậy sao em lại thấy anh và cô Béo? Là vì người đó không phải anh Gai. Béo à, tại sao lại có người giống anh như vậy? Anh đau nữa. Đau nữa. Tôi và cô Bèo chỉ giúp cô Bian mở lòng ra thôi. Và câu trả lời của Bian là không thể nào xa Gai được. Cô Bian yêu Gai. Cho thấy là dù cô Bian có cố trốn tránh anh Gai xa đến tận đâu thì cũng không thể tránh được, vì hai người sinh ra là của nhau rồi. Đã là định mệnh thì không bỏ lỡ được. Nghe rõ chưa? Em không thể nào thoát khỏi anh đâu. Tôi thật sự rất vui khi thấy cô và Gai yêu nhau như vậy, và sẽ chăm sóc nhau cho đến đầu bạc răng long.
chào tạm biệt nha cô Bian. Bèo tạm biệt anh Gai. Bèo cầu chúc cho hai người sẽ ở bên nhau thật hạnh phúc. Mong sẽ có ngày gặp lại nhau. Cảm ơn cô nha. Hẹn sớm ngày gặp lại. Cô Bèo nè. Tạm biệt nhà Bèo. Đào Nương, mong anh chăm sóc cho Bèo thật tốt. Được rồi. Chào tạm biệt nha anh Gai. Chào tạm biệt cô Bian. Mọi người sao kỳ cục vậy ta? Mỏi chứ. Thì cũng mỏi, mỏi nãy giờ.